Thôi xíu nữa, thôi có gì xíu nữa cho em xin cái sổ đó em gửi cho mẹ em. Bạn này đi lẻ hay đi thẻ em ơi? Đi thẻ 10 lần đó chị. Đi chung với mẹ nè. Điều hết. Mà cô Thủy rồi mấy chị. Hả? Cô Thủy đúng rồi. Cô Thủy hả? Đúng rồi. Cô Thủy về quê. Cho mẹ em hôm qua mẹ em thoại hiện cô Thủy. Ừ. Điện thoại cho cô Thủy không cái cô Thủy cho là ngày mai em lên tiếp biểu. Ngày cái buổi dậy sáng nay em mới tranh thủ đó chứ không em để mùng nữa như 2 giờ hôm qua rồi. Cô Thủy chắc về quê sớm. Có việc đó em. Sáng em mới ngủ dậy cái em đập chạy qua luôn mà. Không, mình đánh thẻ. Đánh thẻ. Ừ. Ủa có thẻ 10 lần luôn hả? Ừ. Để lúc sau lên mua thẻ 10 lần. Hình như với cái trí nhớ ít đổi của em nhớ cái lần này lần cuối rồi phải. Được chút nữa chị coi, không chị thấy là còn. Em nhớ là lần cuối. Em nhớ vậy thôi. Nhưng bữa giờ em đi cũng nhiều, bữa giờ em đi 5-6 lần rồi. Có mấy lần em đi lẻ? Hình như có lần hai lần em đi em trả tiền thì phải. Nhớ vậy. Mà dù có thẻ nhưng mà vẫn trả tiền nha. Ừ. Không hiểu luôn. Nhiều thứ mình làm mình hiểu thì sao mình làm được. Anh á, lâu lâu mới về hả Hoàng? Hai em, kiểu nếu mà kiểu em mà không chủ động nhắn tin xin tiền thì gần như là không mà nhắn tin cho em luôn á. Hai anh em chỉ khi liên lạc khi nào mà em hết tiền thôi đúng không? Đúng rồi chị, em thực dụng lắm. Em tự nhận em thực dụng luôn. Có lời gì nhắn nhủ tới anh không? Không chị. À, có, em yêu anh hai em nhiều. À, sinh nhật anh hai em rất hay mua đồ cho em nha. Ừ. Rất yêu anh hai. Từ năm anh hai em ra trường thì em xuống lắm. Thay vào nguồn tiền của bố với mẹ em ra thay một nguồn tiền của anh hai. Mấy chủ nhật mà vắng ta. Trời ơi, sáng giờ làm đông lắm em. Em biết đông mà. Ba em phòng. Em để mày đuổi lên đuổi xuống này biết đông rồi. Có đuổi đâu. Tại vì chị làm cái này thì chị ấy làm cho nó tiện á. Khách VIP mà. Mà em lúc em vô là em thấy bên kia full rồi. Ừ. Xong rồi kiểu là quá mà đi tới đâu ai cũng nhớ tên hết mà. Xong rồi là xong rồi kiểu như em đau bụng em xuống dưới em ngồi em kiếm em gọi bánh về em ăn. Ừ. Xong rồi em lên chẳng full luôn. Không hiểu luôn. Rất đói rồi. Nãy em ăn gì? Em ăn đại miếng bánh chứ đau bụng quá. Bánh ngọt hả? Dạ. Có gì xíu về em đi ăn với bạn em xong. Mấy đứa đặt ráp đi hả? Dạ không, nó có xe máy mà chị. Ừ. Ở Bà Rịa em cũng có xe mà, nhưng mà kiểu lên đây em đi xe ké. Chưa chị xuống dưới giùm em đi. Em đưa chị với bé xuống nha. Chị lấy xà sâu á, bé chị ta. Dạ, em chào chị nha. Mang dép cho nó sạch đó chị. Dạ, bye bye chị. Bye bye em. Trời, Hoàng bữa nay giỏi quá trời luôn. Không la một tiếng nào. Xuất sắc quá vậy trời. Mẹ em kêu là nằm im cho em chịu ở Sài Gòn chị ạ. À. Không sao chị. Em thực dụng lắm. Có tiền là sao? Có tiền hay sai khiến ma quỷ mà. Em cũng làm được. Không mà kiểu mấy cái mẹ nó không đau lắm á. Ừ.
ngay chỗ cái cánh mũi em chạm phát em khóc luôn đó hồi đó. Chỗ cái cánh mũi em đó, ừ. Chỗ đó đụng thiệt nặng để em khóc luôn á. Chị nặng kỹ lên chị. Hử? Nặng kỹ lên. Thì bữa sau mà không có phải mẹ kêu em làm cho chị. Ừ, chị nặng kỹ cho em nè. Chứ nãy em kêu là không có cô Thủy, mẹ em tính kêu em về luôn á. Mẹ em kêu là thôi, do mấy lần trước mấy chị cũng làm cho con, mẹ không sao đâu. Bên đây chị làm kỹ cho em nè. Xíu nữa em về em cắt, em tắt tiếng video này xem của mẹ em coi. Ủa, bắt gì tắt tiếng trời. Không, để cho nãy giờ chị em nói chuyện mẹ không nghe được gì hết. Mất công lắm. Trời, mẹ lên YouTube mẹ nghe cũng vậy à. Ủa, chứ chị up là phải, chị phải tắt tiếng đi chứ. Không. Ủa, chứ bình thường nhớ đâu có ghép nhạc vô mà. Đâu có ghép gì đâu. Ủa, kỹ vậy. Ủa, hồi giờ không mấy ghép nhạc vô được không? Không. Không mấy khỏi up cũng được. Giờ em ghép nhạc vô gửi cho mẹ em nghe. Thôi em về nhà em tắt tiếng xem đưa mẹ em. Ừ. Kêu là do nãy như là mấy chị quên bật tiếng hay sao mẹ. Đó, 10 điểm. Đâu có lỗi. Lương quá là lương rồi. Lương lẹo á. Trời ơi. Trời ơi, cục mụn nó to. Hôm bữa là do hôm bữa là em mượn em đi học với bà Rịa. Ừ. Thầy phó tổng phụ trách ở trên đây của em á. Ừ. Cái thầy kiểu cái là thầy cũ của em á, điện thoại hỏi em là em muốn lên Sài Gòn học lại không. Em mới nhắn là có rồi chị. Ừ. Chắc là phải có rồi. Giờ dưới kia có được gì đâu. Được tiếng không được miếng trên đây là còn kiểu cuối tuần ra ngoài quậy phá được. Kia ngày nào cũng gặp mẹ em á. Chơi được gì đâu. Em nói mẹ em là mẹ em cảm thấy là cuộc sống ở đây là giờ đủ rồi, cảm thấy không nên Sài Gòn mà ở lại. Cái mẹ em cho lên Sài Gòn như mày phá nữa hả? Ở nhà đi. Phải khỏi cho em chuyển. Nhưng mà lên đây cũng được, nhưng mà em phải học. Thì em học mà. Em là tất cả những năm cấp 2 của em là em đều học sinh. Em điểm phải của em bây giờ cũng 7-8 chấm á. Nhưng mà cho em tạch mỗi tiếng Anh thôi. Tiếng Anh có 4.8 mà, 4.8, 4.9 à. Nó vẫn thiếu một cái gì đó chị. Dán học đi chứ. Cuối cấp rồi. Em nhớ có năm lớp 8 của em không? Em 5 chấm tiếng Anh, mẹ ngồi khóc lớp luôn. Cứ lần đầu tiên được 5 chấm tiếng Anh luôn. Ngồi khóc lớp luôn. Lần đầu tiên à? Lần đầu tiên được 5 chấm tiếng Anh chứ. Nhưng không phải 5 chấm eo nha, 5 chấm cuối kỳ thôi. Ngồi khóc lớp. Ai cũng nhìn em á. 5 điểm vỡ à, cảm xúc. Môn nào cũng 8-9 chấm á. Tiếng Anh 5 chấm. Nhìn không biết nói gì luôn. Mất tiếng nói là đúng rồi. Mẹ đúng em không? Kêu là học ngu không nên lên tiếng. Thằng thẳng mặt luôn. Con bé em á, học giỏi không em? Không chị. Nó học lớp 4 học sinh trung bình nha. Mới chửi đó bữa rồi. Cái mà anh hai em về, anh hai em kêu là đúng là chỉ không bên nhà này. Từ tao đi xuống hết. Không ai lên được. Anh hai em học là học sinh giỏi, học sinh khá không? Ừ. Tại em là học sinh trung bình, học sinh khá. Em là học sinh trung bình luôn. Khổ chỗ nào trời ơi. Mà em tưởng chị này kêu em xuống phòng bên kia. Phòng bên trái nè. Em nghe nó bị rối. Kể ra với lại em cũng hơi bị bất ngờ nữa. Tự nhiên mình bị đuổi từ dưới lên và bắt mình xuống dưới nữa. Tính giỏi không xuống rồi đó. Nhưng mà thôi. Nghĩ gì một tương lai tươi sáng. Vì 1 triệu bạc nên chúng ta phải đi bộ xuống thôi chứ biết sao. Bữa nay chị lấy hết mụn luôn nha, hết mụn mới được về nha.
Rồi khi nào xong chị? Sắp rồi. Không, em sợ chị sắp rồi lắm. Ví dụ chị bảo là chưa xong, khi nào xong rồi chị ở xong. Đừng để em mong chờ chị. Em ghét mong chờ lắm. 2 tiếng nữa. 2 tiếng rồi lần hả? Ừ. Chị thôi đừng làm nữa. Đâu ta lấy cho hết rồi. 12 giờ. 1 giờ mấy rồi. Anh nhỏ.